Trưa qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 tại sân tập của khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Ngoại trừ hai trường hợp phải tập riêng, những cầu thủ còn lại đều cho thấy thể trạng và tâm lý thoải mái. Trong phần đầu của buổi tập, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho các học trò tập trung vào rèn luyện thể lực và một số kỹ thuật phối hợp trong phạm vi hẹp. Về cuối buổi, toàn đội chuyển sang thực hiện các bài tập về chiến thuật. Ban huấn luyện đánh giá, nhìn chung các cầu thủ đều hoàn thành giáo án được đề ra. Sau buổi tập này, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U19 Viettel, cộng thêm một số buổi tập chuyên môn để hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bước vào trận giao quân gặp U17 Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 10 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.